đi không con? Đi không? Thôi đi chua ơi, chua. Ai vô đó đi bỏ đi bỏ đi ai ai nước mà về. Rồi đâu về cái ông nội ai đưa không kịp mày đó. Thôi đi con ơi, được rồi, thôi con ở nhà đi, nó chơi chứ ở nhà đi con. Nắng lắm, với lại nguy hiểm. Nắng lắm. Thôi bữa nào chú qua chú cho bánh tiếp ha. Bye bye con. Xin chào tất cả anh em Cần Thủ nha. Bữa nay mình lại đi nữa nha quý vị. Đi tiếp. Đi cầu. Thì ở đây là Bình Phước Xuân. Ranh giới giữa Đồng Tháp và An Giang. Bên kia sông là Đồng Tháp, bên đây sông là An Giang nha. Thì mình đang đi xuống bến. Xuồng thì không thể nào thuê được, chỉ có mượn hoặc là ở đây thì chỉ có quen thôi chứ mà người ta cũng rất là khó nha anh em. Mình đi cho nó có clip thôi. Chứ thực tế ra cái điểm này thì anh em nào có quen thì anh em cứ xuống câu. Ở đây thì sông cực kỳ lớn, hồi nãy mình cũng có thuê chiếc xuồng nhưng mà sông lớn quá mình không dám chạy, mới biết chạy không quen. Thì tí xíu nữa khi nào tới bè thì mình sẽ quay cho anh em xem. Có không? Mới đi hả? Tiệt nha anh em. Ồ, có cá nữa kìa, đó. Đây gặp hai ông anh này thì coi thử chơi. Có tim lên rồi đó. Lóc rồi vậy. Luffy nó mạnh đạn lắm. Để mình đi tiếp đây. Đường đi rất là khó, đi lắc lẻo cầu tre. Ai đi được cầu tre thì mới là dân miền Tây. Đây đi cầu khỉ, sự tích cây cầu khỉ. Cây cầu khỉ là đi là phải đu như con khỉ. Đừng có nói hên. Thì đây là bốn đi, hôm nay đi có ba Cần Thủ nha, hai Cần Thủ nam, Cần Thủ nữ. Cần Thủ kia là Cần Thủ mới, Cần Thủ Phở Tâm. Thì anh em cũng ở Bình Khánh thì biết cái quán Phở Tâm rồi đó. Thì hôm nay dắt cho Phở Tâm đi trải nghiệm nha. Lộc biết cho ai biết. Kêu kia đi, giống kêu kia là chiên chạy rồi. Đủ mà kêu. Hello anh em. Xuống đây ngồi đi. Chạy chưa? Thôi. Chạy đi. Chạy. Đúng rồi. Chắc đi vòng vòng. Nó biết lặng. Ở đây rồi, đồng nhau mới chạy đúng không? Đồng nhau chạy mà đồng muốn xuồng mà xong chạy qua. Rồi, chạy tạm dừng máy nha anh em. Thank you.
chỗ bên kia đó. Máy đi. Còn lên nữa. Thấy rồi. Trời, giờ nó ăn trên lưỡi nhỏ rồi.
không có 10 kg á. Hết pin rồi. Tôm nghe. Lập biên bản vụ con tôm này nha. Không ngồi này thì làm sao mà không dính tôm được. Đây các bạn ơi. Thank you.
cái bộ ra để gãy bây giờ. Lấy cái bộ ra đựng cá đi. Ấy nó không ăn cái nào. Chưa có vô được hết. Bây giờ tới bến rồi anh em ơi. Bây giờ mình kết thúc chuyến đi nha. Được. Hôm nay mình mốm nhẹ rồi. Bể đầu ê cẳng hết trơn rồi. Hôm nay là câu bao nhiêu, thả bấy nhiêu đây bà con? Đây. Một con cá giờ hết cá gì? Cá hú với lại một quả cá vô con tôm. Xong. Xong rồi các bạn ơi. Bây giờ xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại clip sau nha. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Chúc các thằng hữu câu được nhiều cá nha. Mình là mớm rồi đó, Bình Phước Trưng nha. Đây ôm cây đờn ra ngoài giữa bè đờn nè. Đờn cho cá nó nghe nè. Đi với cần thủ khoa đen Đồng Tháp với lại phở tâm của Long Xuyên. Rồi, xin chào các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.